vui được chào đón quý vị, các cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Phú Quý Tử Vi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp cho một ngày thứ năm tràn đầy may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Kênh Phú Quý Tử Vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh cũng như những thông điệp khoa học và ý nghĩa của cuộc sống. Hiện tại, nhiều video trên kênh đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý vị. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi ngày mới, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tử vi của 12 con giáp cho ngày 30 tháng 8 năm 2024. Để biết vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của từng con giáp trong ngày mới, hãy đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin tổng quan cho ngày thứ 6, 30 tháng 8 năm 2024 dương lịch, tức ngày 27 tháng 7 âm lịch, ngày Bính Dần, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn. Khung giờ hoàng đạo, Ý, 23 đến 1 giờ, Sửu, 1 đến 3 giờ, Thìn, 7 đến 9 giờ, Tỵ, 9 đến 11 giờ, Mùi, 13 đến 15 giờ, Tuất, 19 đến 21 giờ. Tuổi xung với ngày, Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Tuổi xung với tháng, Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân. Việc nên làm trong ngày hôm nay, đi đường thủy, làm may mặc. Việc không nên làm, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, làm cửa, làm thủy lợi, trồng trọt chăn nuôi, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Sao Ngưu là một trong thất sát tinh, sinh con khó nuôi, nên lấy tên sao của năm, tháng 2 ngày mà đặt tên cho trẻ và làm việc âm đức ngay trong tháng sinh nó mới mong nuôi khôn lớn được. Hướng xuất hành tốt, đi theo hướng chính đông để đón tài thần và theo hướng tây nam để đón hỷ thần. Quý vị vừa theo dõi tử vi tổng quan cho ngày 30 tháng 8 năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy chia sẻ để bạn bè và người thân cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cục diện sao xấu trong ngày hôm nay, thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024, nhắc nhở tuổi Tý rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình. Trên phương diện tài vận, tuổi Tý nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Tý cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 57, 87. Màu may mắn xanh da trời, trắng. Giờ tốt 15 đến 17 giờ. Canh Tý 1960 công việc kinh doanh đón nhiều thuận lợi và sớm đạt được thành quả tốt đẹp nếu kết hợp với những người xung quanh. Tài chính tốt nhưng có thể phải trải qua giai đoạn ban đầu nhiều bất lợi, càng về cuối của ngày được nhiều khoản lớn tiền bạc giúp cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Nhâm Tý 1972 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Giáp Tý 1984 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Bính Tý 1996 ngày này công danh sự nghiệp không được thời thời nên khó phát triển. Tốt nhất nên chờ đợi thời cơ tới để tiến hành những đầu tư hay thay đổi công việc. Hùn hạp nên chọn người làm cùng, không nên làm một mình vì chủ về thất bại nếu tự đầu tư. Tiền bạc không dễ kiếm, gặp nhiều khó khăn. Mậu Tý 2008 công việc kinh và tiền bạc trong ngày ngày gặp không ít những bất lợi. Không nên mở mang kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào những công việc phát triển vì khó khăn, bất lợi và khó đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chính không tốt, chi tiêu đủ các khoản cho cuộc sống,
khó được tiền bạc dư giả hay chi tiêu thoải mái. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 hôm nay, tuổi Sửu có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Sửu sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi Sửu đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi Sửu cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa tuổi Sửu và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu, mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 91, 75. Màu may mắn vàng, xám. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Tân Sửu 1961, ngày này những công việc kinh doanh muốn phát triển nên cân nhắc kỹ lưỡng. Mở mang hay đầu tư cho công việc mới đề phòng có kẻ tìm cách quấy phá, dẫn tới kết quả thất bại. Hao hụt nhiều về mặt tiền bạc, kinh doanh chủ về thua lỗ, các công việc tốt nhất duy trì không nên thực hiện dự định trong ngày này. Quý Sửu 1973, trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Ất Sửu 1985, trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Đinh Sửu 1997, đây không phải là ngày tốt cho công việc kinh doanh hay phát triển làm ăn. Mọi việc có thể không đạt được như ý muốn. Không nên thay đổi, chuyển biến công việc theo những hướng mới vì không được lợi mà chỉ đón khó khăn. Thu nhập không được như mong muốn, có thể phải vay nợ để chi tiêu gia đình. Kỷ Sửu 2009, thời gian đầu buổi của ngày công việc kinh doanh buôn bán có thể ổn định, thuận lợi nhưng càng về cuối của ngày thì nhiều bất lợi bắt đầu xuất hiện khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và thử thách. Với những công việc khác nhau đem đến nguồn thu nhập tạm ổn nhưng công việc làm ăn kinh doanh và gia đình cần chi tiêu nhiều. Quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Vận khí ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Dần, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Dần về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 20, 60. Màu may mắn xanh lá cây, trắng. Giờ tốt 19 đến 21 giờ. Nhâm Dần 1962, ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán.
bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Giáp Dần 1974 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Bính Dần 1986 ngày này công danh sự nghiệp không được thời thời nên khó phát triển. Tốt nhất nên chờ đợi thời cơ tới để tiến hành những đầu tư hay thay đổi công việc. Hùn hạp nên chọn người làm cùng, không nên làm một mình vì chủ về thất bại nếu tự đầu tư. Tiền bạc không dễ kiếm, gặp nhiều khó khăn. Mậu Dần 1998 công việc kinh và tiền bạc trong ngày ngày gặp không ít những bất lợi. Không nên mở mang kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào những công việc phát triển vì khó khăn, bất lợi và khó đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chính không tốt, chi tiêu đủ các khoản cho cuộc sống, khó được tiền bạc dư giả hay chi tiêu thoải mái. Canh Dần 2010 công việc kinh doanh đón nhiều thuận lợi và sớm đạt được thành quả tốt đẹp nếu kết hợp với những người xung quanh. Tài chính tốt nhưng có thể phải trải qua giai đoạn ban đầu nhiều bất lợi, càng về cuối của ngày được nhiều khoản lớn tiền bạc giúp cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Mão không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc. Đường tài lộc của tuổi Mão có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 36, 45. Màu may mắn xanh rêu, xanh chuối. Giờ tốt 21 đến 23 giờ. Quý Mão 1963 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Ất Mão 1975 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Đinh Mão 1987 đây không phải là ngày tốt cho công việc kinh doanh hay phát triển làm ăn. Mọi việc có thể không đạt được như ý muốn. Không nên thay đổi, chuyển biến công việc theo những hướng mới vì không được lợi mà chỉ đón khó khăn. Thu nhập không được như mong muốn, có thể phải vay nợ để chi tiêu gia đình. Kỷ Mão 1999 thời gian đầu buổi của ngày công việc kinh doanh buôn bán có thể ổn định. Thuận lợi nhưng càng về cuối của ngày thì nhiều bất lợi bắt đầu xuất hiện khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và thử thách. Với những công việc khác nhau đem đến nguồn thu nhập tạm ổn nhưng công việc làm ăn kinh doanh và gia đình cần chi tiêu nhiều. Tân Mão 2011 ngày này những công việc kinh doanh muốn phát triển nên cân nhắc kỹ lưỡng. Mở mang hay đầu tư cho công việc mới đề phòng có kẻ tìm cách quấy phá, dẫn tới kết quả thất bại. Hao hụt nhiều về mặt tiền bạc, kinh doanh chủ về thua lỗ, các công việc tốt nhất duy trì không nên thực hiện dự định trong ngày này. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024, được thần tài trợ mệnh nên tuổi Thìn sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.
Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng tuổi Thìn cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này. Tuy nhiên thứ sáu này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Thìn. Bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 91, 59. Màu may mắn, nâu, xám. Giờ tốt, 15 đến 17 giờ. Nhâm Thìn 1952 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Giáp Thìn 1964 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Bính Thìn 1976 ngày này công danh sự nghiệp không được thời thời nên khó phát triển. Tốt nhất nên chờ đợi thời cơ tới để tiến hành những đầu tư hay thay đổi công việc. Hùn hạp nên chọn người làm cùng, không nên làm một mình vì chủ về thất bại nếu tự đầu tư. Tiền bạc không dễ kiếm, gặp nhiều khó khăn. Mậu Thìn 1988 công việc kinh và tiền bạc trong ngày ngày gặp không ít những bất lợi. Không nên mở mang kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào những công việc phát triển vì khó khăn, bất lợi và khó đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chính không tốt, chi tiêu đủ các khoản cho cuộc sống, khó được tiền bạc dư giả hay chi tiêu thoải mái. Canh Thìn 2000 công việc kinh doanh đón nhiều thuận lợi và sớm đạt được thành quả tốt đẹp nếu kết hợp với những người xung quanh. Tài chính tốt nhưng có thể phải trải qua giai đoạn ban đầu nhiều bất lợi, càng về cuối của ngày được nhiều khoản lớn tiền bạc giúp cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Tỵ cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2024, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy tuổi Tỵ cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư giả, tuổi Tỵ nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu tuổi Tỵ tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu. Có thể tuổi Tỵ đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình, tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 55, 22. Màu may mắn đỏ, cam. Giờ tốt 19 đến 21 giờ. Quý Tỵ 1953 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Ất Tỵ 1965 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Đinh Tỵ 1977 đây không phải là ngày tốt cho công việc kinh doanh hay phát triển làm ăn. Mọi việc có thể không đạt được như ý muốn. Không nên thay đổi, chuyển biến công việc theo những hướng mới vì không được lợi mà chỉ đón khó khăn. Thu nhập không được như mong muốn, có thể phải vay nợ để chi tiêu gia đình. Kỷ Tỵ 1989 thời gian đầu buổi của ngày công việc kinh doanh buôn bán có thể ổn định. Thuận lợi nhưng càng về cuối của ngày thì nhiều bất lợi bắt đầu xuất hiện khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và thử thách.
với những công việc khác nhau đem đến nguồn thu nhập tạm ổn nhưng công việc làm ăn kinh doanh và gia đình cần chi tiêu nhiều. Tân Tỵ 2001 ngày này những công việc kinh doanh muốn phát triển nên cân nhắc kỹ lưỡng, mở mang hay đầu tư cho công việc mới đề phòng có kẻ tìm cách quấy phá, dẫn tới kết quả thất bại. Hao hụt nhiều về mặt tiền bạc, kinh doanh chủ về thua lỗ, các công việc tốt nhất duy trì không nên thực hiện dự định trong ngày này. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 cho biết rằng vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kỵ, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác. Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Ngọ không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 32, 61. Màu may mắn tím, hồng. Giờ tốt 3 đến 5 giờ. Giáp Ngọ 1954 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Bính Ngọ 1966 ngày này công danh sự nghiệp không được thời thời nên khó phát triển. Tốt nhất nên chờ đợi thời cơ tới để tiến hành những đầu tư hay thay đổi công việc. Hùn hạp nên chọn người làm cùng, không nên làm một mình vì chủ về thất bại nếu tự đầu tư. Tiền bạc không dễ kiếm, gặp nhiều khó khăn. Mậu Ngọ 1978 công việc kinh và tiền bạc trong ngày ngày gặp không ít những bất lợi. Không nên mở mang kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào những công việc phát triển vì khó khăn, bất lợi và khó đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chính không tốt, chi tiêu đủ các khoản cho cuộc sống, khó được tiền bạc dư giả hay chi tiêu thoải mái. Canh Ngọ 1990 công việc kinh doanh đón nhiều thuận lợi và sớm đạt được thành quả tốt đẹp nếu kết hợp với những người xung quanh. Tài chính tốt nhưng có thể phải trải qua giai đoạn ban đầu nhiều bất lợi, càng về cuối của ngày được nhiều khoản lớn tiền bạc giúp cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Nhâm Ngọ 2002 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 này, công việc tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt bởi tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng. Bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong thứ 6 này, bạn có những xung đột với người mình yêu khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lý trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao.
Con số may mắn trong ngày 68, 74. Màu may mắn: xám, cà phê. Giờ tốt: 5 đến 7 giờ. Ất Mùi 1955, trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Đinh Mùi 1967, đây không phải là ngày tốt cho công việc kinh doanh hay phát triển làm ăn. Mọi việc có thể không đạt được như ý muốn. Không nên thay đổi, chuyển biến công việc theo những hướng mới vì không được lợi mà chỉ đón khó khăn. Thu nhập không được như mong muốn, có thể phải vay nợ để chi tiêu gia đình. Kỷ Mùi 1979, thời gian đầu buổi của ngày công việc kinh doanh buôn bán có thể ổn định, thuận lợi, nhưng càng về cuối của ngày thì nhiều bất lợi bắt đầu xuất hiện khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và thử thách. Với những công việc khác nhau đem đến nguồn thu nhập tạm ổn nhưng công việc làm ăn kinh doanh và gia đình cần chi tiêu nhiều. Tân Mùi 1991, ngày này những công việc kinh doanh muốn phát triển nên cân nhắc kỹ lưỡng, mở mang hay đầu tư cho công việc mới đề phòng có kẻ tìm cách quấy phá, dẫn tới kết quả thất bại. Hao hụt nhiều về mặt tiền bạc, kinh doanh chủ về thua lỗ, các công việc tốt nhất duy trì không nên thực hiện dự định trong ngày này. Quý Mùi 2003, trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tuổi Thân hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2024 sẽ có một ngày thứ 6 như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Thân không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Thân cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Tuổi Thân cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 84, 54. Màu may mắn: vàng kim, bạch kim. Giờ tốt: 9 đến 11 giờ. Bính Thân 1956, ngày này công danh sự nghiệp không được thời thời nên khó phát triển. Tốt nhất nên chờ đợi thời cơ tới để tiến hành những đầu tư hay thay đổi công việc. Hùn hạp nên chọn người làm cùng, không nên làm một mình vì chủ về thất bại nếu tự đầu tư. Tiền bạc không dễ kiếm, gặp nhiều khó khăn. Mậu Thân 1968, công việc kinh và tiền bạc trong ngày ngày gặp không ít những bất lợi. Không nên mở mang kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào những công việc phát triển vì khó khăn, bất lợi và khó đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chính không tốt, chi tiêu đủ các khoản cho cuộc sống, khó được tiền bạc dư giả hay chi tiêu thoải mái. Canh Thân 1980, công việc kinh doanh đón nhiều thuận lợi và sớm đạt được thành quả tốt đẹp nếu kết hợp với những người xung quanh. Tài chính tốt nhưng có thể phải trải qua giai đoạn ban đầu nhiều bất lợi, càng về cuối của ngày được nhiều khoản lớn tiền bạc giúp cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Nhâm Thân 1992, ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Giáp Thân 2004, ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ: Thìn, Ý. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống.
Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 là ngày mà tuổi Dậu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Dậu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Dậu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có các thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất. Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Dậu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 90, 54. Màu may mắn vàng, trắng. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Đinh Dậu 1957 đây không phải là ngày tốt cho công việc kinh doanh hay phát triển làm ăn. Mọi việc có thể không đạt được như ý muốn. Không nên thay đổi, chuyển biến công việc theo những hướng mới vì không được lợi mà chỉ đón khó khăn. Thu nhập không được như mong muốn, có thể phải vay nợ để chi tiêu gia đình. Kỷ Dậu 1969 thời gian đầu buổi của ngày công việc kinh doanh buôn bán có thể ổn định. Thuận lợi nhưng càng về cuối của ngày thì nhiều bất lợi bắt đầu xuất hiện khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và thử thách. Với những công việc khác nhau đem đến nguồn thu nhập tạm ổn nhưng công việc làm ăn kinh doanh và gia đình cần chi tiêu nhiều. Tân Dậu 1981 ngày này những công việc kinh doanh muốn phát triển nên cân nhắc kỹ lưỡng. Mở mang hay đầu tư cho công việc mới đề phòng có kẻ tìm cách quấy phá, dẫn tới kết quả thất bại. Hao hụt nhiều về mặt tiền bạc, kinh doanh chủ về thua lỗ, các công việc tốt nhất duy trì không nên thực hiện dự định trong ngày này. Quý Dậu 1993 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Ất Dậu 2005 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 này, tuổi Tuất nên thận trọng bởi có điểm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra. Vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay. Đường tình duyên của tuổi Tuất hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn. Vận trình tài lộc của tuổi Tuất hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 17-85. Màu may mắn, xám, nâu đỏ. Giờ tốt, 17 đến 19 giờ. Mậu Tuất 1958 công việc kinh và tiền bạc trong ngày ngày gặp không ít những bất lợi. Không nên mở mang kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào những công việc phát triển vì khó khăn, bất lợi và khó đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chính không tốt, chi tiêu đủ các khoản cho cuộc sống, khó được tiền bạc dư giả hay chi tiêu thoải mái. Canh Tuất 1970 công việc kinh doanh đón nhiều thuận lợi và sớm đạt được thành quả tốt đẹp nếu kết hợp với những người xung quanh. Tài chính tốt nhưng có thể phải trải qua giai đoạn ban đầu nhiều bất lợi,
càng về cuối của ngày được nhiều khoản lớn tiền bạc giúp cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Nhâm Tuất 1982 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Giáp Tuất 1994 ngày có đan xen giữa bất lợi và có lợi trong kinh doanh buôn bán. Bất lợi sẽ xuất hiện ở thời điểm đầu và càng cuối ngày thì bất lợi càng tiêu giảm, thu hút nhiều may mắn và cơ hội mới. Từ đó đem lại thành quả tốt đẹp như ý muốn. Tiền bạc cũng đón nhiều lộc, ban đầu có thể phải đối diện với nhiều vất vả nhưng càng về sau lộc tới tiền bạc rủng rỉnh. Bính Tuất 2006 ngày này công danh sự nghiệp không được thời nên khó phát triển. Tốt nhất nên chờ đợi thời cơ tới để tiến hành những đầu tư hay thay đổi công việc. Hùn hạp nên chọn người làm cùng, không nên làm một mình vì chủ về thất bại nếu tự đầu tư. Tiền bạc không dễ kiếm, gặp nhiều khó khăn. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 30 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày mới của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 này, tuổi Hợi có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên tuổi Hợi trước khi làm việc gì trong ngày hôm nay cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng sôi hỏng bỏng không. Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người. Bù lại đường tài lộc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 93, 81. Màu may mắn đen, xanh dương. Giờ tốt 7 đến 9 giờ. Kỷ Hợi 1959 thời gian đầu buổi của ngày công việc kinh doanh buôn bán có thể ổn định. Thuận lợi nhưng càng về cuối của ngày thì nhiều bất lợi bắt đầu xuất hiện khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và thử thách. Với những công việc khác nhau đem đến nguồn thu nhập tạm ổn nhưng công việc làm ăn kinh doanh và gia đình cần chi tiêu nhiều. Tân Hợi 1971 ngày này những công việc kinh doanh muốn phát triển nên cân nhắc kỹ lưỡng. Mở mang hay đầu tư cho công việc mới đề phòng có kẻ tìm cách quấy phá, dẫn tới kết quả thất bại. Hao hụt nhiều về mặt tiền bạc, kinh doanh chủ về thua lỗ, các công việc tốt nhất duy trì không nên thực hiện dự định trong ngày này. Quý Hợi 1983 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Ất Hợi 1995 trong ngày này công việc có thể đối diện với nhiều bất lợi dẫn tới những thất bại. Đầu tư công việc gì cũng dễ hao tốn tiền bạc. Không nên đầu tư, phát triển các lĩnh vực hay mặt hàng kinh doanh. Tiền bạc hao tổn khó kiếm, có thể không đủ cho chi tiêu của những công việc gia đạo. Đinh Hợi 2007 đây không phải là ngày tốt cho công việc kinh doanh hay phát triển làm ăn. Mọi việc có thể không đạt được như ý muốn. Không nên thay đổi, chuyển biến công việc theo những hướng mới vì không được lợi mà chỉ đón khó khăn. Thu nhập không được như mong muốn, có thể phải vay nợ để chi tiêu gia đình. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi, trong ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.